Thanh Đô và Thanh Vi xin gửi lời chào đến quý khán giả đang theo dõi chương trình Người Đưa Tin 24 giờ chiều nay. Chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Hôm nay thứ Tư ngày 21 tháng 6 năm 2023, chương trình sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin đáng chú ý trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Ngay bây giờ mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua các thông tin nổi bật. Lửa bùng phát trong xưởng sản xuất ở thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người hốt hoảng tháo chạy. Giá xăng giữ nguyên, giá dầu tăng. Khởi tố 4 đối tượng mua bán trái phép 2.200 tỷ đồng quá đơn. Hấp dẫn ngày hội bánh xèo Nam Bộ lần đầu tiên tổ chức tại Đồng Tháp. Nhộn nhịp lễ hội vườn trái cây ở Cần Thơ. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Nhằm giới thiệu đến công chúng những tài liệu tiêu biểu về chủ trương của chính quyền đương thời, báo chí và hoạt động báo chí thời kỳ thuộc địa, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã thực hiện triển lãm trực tuyến với chủ đề Báo chí ở Việt Nam trước năm 1945. Và triển lãm thì được giới thiệu đến công chúng vào ngày hôm nay 21 tháng 6, đúng kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Triển lãm giới thiệu đến công chúng khoảng 100 tài liệu, hình ảnh, đầu báo tiêu biểu được lựa chọn từ các khối tài liệu đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1, cũng như sưu tầm từ các thư viện, cơ sở nghiên cứu trong và ngoài nước. Đặc biệt còn có sự đóng góp quý báu của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và nhà sưu tầm sách báo Nguyễn Phi Dũng với những đầu báo được xuất bản ở Việt Nam cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Triển lãm gồm hai phần, phần 1 những cột mốc làng báo, phần 2 ấn loát và lưu hành. Triển lãm là bức tranh tổng thể khái quát các giai đoạn phát triển của báo chí ở Việt Nam từ buổi bình minh của báo chí Việt Nam đến năm 1945. Thông qua triển lãm, công chúng cũng có dịp tiếp cận những tài liệu tiêu biểu về chủ trương làm báo của chính quyền đương thời, đồng thời hiểu rõ hơn về sự phát triển của nhiều ngành nghề gắn với lĩnh vực này như sản xuất giấy in, in ấn, lưu hành, phân phối báo chí và quảng cáo. Sáng nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã tổ chức triển lãm Hành trình theo dấu chân Bác Hồ qua sưu tập tem và bưu ảnh. Triển lãm nhằm tái hiện những dấu son lịch sử trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn liền với lịch sử cách mạng hào hùng của dân tộc Việt Nam và tiến trình phát triển của nhân loại thông qua 6 phần. Đây là một bộ sưu tập tem bưu chính đồ sộ, sắp xếp công phu theo các chuyên đề tổng hợp đa dạng, bao gồm nhiều mẫu tem về Chủ tịch Hồ Chí Minh do Việt Nam và các nước phát hành, những phong bì thư thực gửi từ những năm đầu thế kỷ 20, bức ảnh các thành phố của các nước thế giới mà Bác Hồ đã sống, làm việc hoặc đi qua, mẫu tem về những nhân vật lịch sử nổi tiếng trong nước và quốc tế mà Bác Hồ đã cùng hoạt động cách mạng, từng gặp gỡ. Bộ sưu tập này cũng điểm lại những mẫu tem chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh mà ngành bưu điện đã phát hành. Nội dung hình thức của triển lãm sẽ làm phong phú thêm các hình thức học tập, nghiên cứu và tuyên truyền sâu rộng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng trực quan sinh động, mang giá trị nhân văn sâu sắc, tạo nên sức lan tỏa rộng lớn trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Lực lượng chức năng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp cùng nhiều đơn vị liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy vừa xảy ra tại một nhà xưởng trên địa bàn. Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút sáng nay, người dân phát hiện khói lửa bốc lên cùng nhiều tiếng nổ lớn tại một nhà xưởng trên địa bàn phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành, đám cháy lan rộng khiến nhiều người hoảng sợ tháo chạy. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an quận 12 đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Do hiện trường là một nhà xưởng động được phân thành nhiều khu và gia cố quay kính bằng tôn nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến hơn 11 giờ trưa nay, đám cháy cơ bản được khống chế. Hiện nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được điều tra thống kê. Thưa quý vị, trong kỳ điều hành hôm nay 21 tháng 6, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã quyết định giữ nguyên giá xăng và tăng nhẹ giá dầu. Trên cơ sở điều hành của Liên Bộ, giá xăng lần điều chỉnh ngày hôm nay giữ nguyên so với kỳ điều chỉnh trước đó. Các doanh nghiệp niêm yết giá xăng RON 953 ở mức 22.010 đồng một lít. Giá xăng E5 RON 922 là 20.870 đồng một lít. Giá dầu diesel tăng 150 đồng, giá bán là 18.170 đồng một lít. Giá dầu hỏa tăng 130 đồng một lít, không cao hơn 17.956 đồng một lít.
Dầu ma dút giảm 130 đồng một ký, không cao hơn 14.587 đồng một ký. Chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, nếu như trước kia quan niệm trẻ em chỉ cần lo học hành, thì hiện nay xu hướng dạy con khởi nghiệp kiếm tiền từ nhỏ được rất nhiều bậc phụ huynh lựa chọn. Trẻ nhỏ có thể làm những công việc phù hợp với khả năng của mình để hiểu được giá trị của lao động. Từ khi 7 tuổi, Đức đã được mẹ của mình hướng dẫn làm thêm nhiều công việc khác nhau, từ bán nông sản sạch, livestream bán sách cho đến làm MC song ngữ. Nay là học sinh lớp 8, kinh nghiệm tích lũy từ những công việc đó đã giúp em hiểu được giá trị của sức lao động. Ở những cái định hướng của mẹ thì em đã có rất nhiều những cái trải nghiệm là kiếm tiền như thế. Và cũng biết được là muốn kiếm được tiền thì cũng phải bỏ ra công sức. Thì cũng phải bỏ ra cái tâm huyết của mình thì mới có thể thành công được. Tiền tiết kiệm từ những công việc đã làm, Đức cũng được mẹ dạy cách chi tiêu và quyết định sử dụng số tiền tiết kiệm theo sở thích của mình. Dịp hè này, Đức còn được mẹ cho dạy thêm tiếng Anh ở lớp mầm non tư thục của mình. Với mẹ của Đức, đây là dịp để chị dạy con các kỹ năng mềm cần thiết. Cũng có một cái quỹ riêng, một cái hòm riêng để con cứ khi nào mà có tiền công là con đều đưa vào chiếc hòm tiết kiệm đó. Thế và bây giờ quỹ của con cũng khá lớn. Thế và con cũng rất là biết cách chi tiêu. Thực tế, việc cho trẻ khởi nghiệp từ nhỏ đã rất phổ biến tại các quốc gia phát triển. Theo các chuyên gia, việc phụ huynh tạo điều kiện cho con mình phát triển ý tưởng khởi nghiệp ngay từ khi còn nhỏ, đồng thời luôn ủng hộ, giúp đỡ sát sao để thực hiện giấc mơ trưởng thành này của trẻ sẽ giúp tư duy và nhận thức của trẻ phát triển tích cực, có ích cho cuộc sống sau này. Hướng với con về giống như là một hình thức kinh doanh, thứ nhất là có sự tự lập, thứ hai là có sự tính toán và với cái mục đích và kiếm tiền nó đúng đắn thì mình cũng rất là khuyến khích. Trong cái đào tạo giáo dục của học sinh cũng là một cái nội dung quan trọng hiện nay, nó cập nhật với xu thế hiện đại, đó là các con sẽ được làm quen sớm với cái việc đó là tự chủ về quản lý về cái việc tài chính của các con. Cái điều này cũng rất là quan trọng trong cái xã hội hiện đại hiện nay ạ. Dạy con cách khởi nghiệp và quản lý tài chính không phải là bắt con làm bất cứ việc gì kiếm ra tiền, mà cần định hướng để con phát triển những công việc sử dụng chất xám và trí tuệ, hoặc theo sở thích của con trong thời gian rảnh ngoài giờ lên lớp, đặc biệt là trong dịp hè này. Có như thế, cha mẹ không chỉ giúp trẻ hiểu được giá trị đồng tiền, quý trọng sức lao động, mà còn chắp cánh để con rèn luyện được nhiều kỹ năng sống thực tế. Quý vị đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Sau đây là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo. Khởi tố 4 đối tượng mua bán trái phép 2.200 tỷ đồng quả đơn. Hấp dẫn ngày hội bánh xèo Nam Bộ lần đầu tiên tổ chức tại Đồng Tháp. Nhộn nhịp lễ hội vườn trái cây ở Cần Thơ. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vụ án khởi tố 4 bị can trong đường dây điều hành hơn 20 doanh nghiệp ma, xuất hơn 5.500 quá đơn với tổng giá trị lên tới 2.200 tỷ đồng. 4 đối tượng bị khởi tố gồm Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Minh Điệp, Nguyễn Minh Hằng và Nguyễn Phương Thảo, cùng trú tại thành phố Hà Nội. Theo tài liệu điều tra, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện Dung đã mua hơn 20 doanh nghiệp ma từ các chủ doanh nghiệp đang muốn giải thể để đăng ký hồ sơ khống nhằm phát hành hóa đơn giá trị gia tăng và xuất hóa đơn khống bán cho người có nhu cầu để thu lợi bất chính. Từ cuối năm 2020 đến khi bị bắt giữ, nhóm doanh nghiệp ma này đã xuất hơn 5.500 hóa đơn với tổng số tiền đã bao gồm thuế VAT khoảng 2.200 tỷ đồng. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khác mua, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, gây thất thu thuế của nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Dung và các đối tượng liên quan, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều con dấu và tài liệu khác. Bước đầu xác định, đối tượng Dung đã thu lợi bất chính hơn 200 triệu đồng. Công an quận 11 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục truy xét, xử lý vụ cố ý gây thương tích do Quỳnh Khải Minh, 18 tuổi, ngụ quận Tân Phú, cùng 21 đồng phạm gây ra. Xuất phát từ việc nẹt bô, nhóm Minh mang theo xăng, dao tự chế, tìm đến chung cư trên địa bàn quận 11, chém người gây náo loạn. Theo cơ quan điều tra, ngày 13 tháng 6 vừa qua, Quỳnh Khải Minh chạy xe máy trên đường Vĩnh Viễn, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, thì gặp DQK, 15 tuổi, chạy xe nẹt bô. Bực tức nên Minh tăng ga vượt lên hỏi K muốn gì. Sau đó, K rẽ vào hẻm đi mất. Đến tối cùng ngày, Minh được bạn kể lại, việc thấy K rẽ vào hẻm để lấy dao, định đuổi theo đánh Minh. Ngay sau đó, Minh lập tức rủ thêm đồng bọn đi tới chung cư 312 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11 để nói chuyện với K. Tại đây, K hẹn Minh gọi thêm người để đánh nhau.
Sau đó nhóm của Minh tập hợp lại, đi qua chung cư tìm đánh Ca. Ngay khi thấy nhóm của Ca đang ngồi trong quán cà phê, Minh và đồng bọn xông vào, dùng dao tự chế đuổi chém nhóm của Ca và ném bơm xăng đập phá tài sản trong quán. Hậu quả, Ca và hai người khác bị thương. Đội cảnh sát hình sự công an quận 11 đã đưa nhóm của Minh về trụ sở để làm rõ vụ việc. Một số nghi phạm khác cũng tự ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Còn tại Vĩnh Long, sáng nay, Tòa án Nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự, xét xử bị cáo Quỳnh Tuấn Duy, sinh năm 1993, ngụ thành phố Vĩnh Long, và Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1997, ngụ huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Đây là hai đối tượng liên quan trong vụ nổ súng gây náo loạn xảy ra vào tháng 8 năm ngoái. Theo cáo trạng, ngày 2 tháng 8 năm 2022, sau khi dự tiệc sinh nhật Quỳnh Tuấn Duy, nhóm bạn của Duy rủ nhau đến một quán nhậu trên đường Trần Đại Nghĩa, thuộc phường 4 thành phố Vĩnh Long và xảy ra xô xát với nhóm của Nguyễn Ngọc Phát, làm một người bị thương. Hay tin bạn bị thương, Duy cùng Nguyễn Thanh Tùng đến thăm. Biết được do nhóm của Phát gây ra, Duy kêu Tùng chở về nhà lấy khẩu súng đã mua trước đó đi tìm đối phương trả thù. Cả hai đến một quán ốc trên địa bàn xã Phú Quế, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Tại đây, Duy dùng súng mang theo bắn vào nhóm thanh niên đang ở quán, làm La Nhật Minh bị thương ở chân trái. Sau đó, Tùng tiếp tục chở Duy đi tìm nhóm của Phát. Khi đi trên đường Trần Đại Nghĩa, phát hiện Hồ Duy Phương, Hồ Hiếu Hiền, Lưu Duy Phong và Đặng Văn Duy Khang điều khiển xe máy chở nhau, Duy đã nổ súng làm Hiền bị thương. Sau khi gây ra vụ náo loạn, Tùng và Duy bỏ trốn. Đến ngày hôm sau thì ra đầu thú tại công an thành phố Vĩnh Long. Với hành vi trên, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Quỳnh Tuấn Duy 22 năm tù về tội giết người và tàn trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Bị cáo Nguyễn Thanh Tùng 12 năm tù về tội giết người. Sáng nay, Ngày hội Bánh Xèo Nam Bộ lần thứ nhất đã được khai mạc tại Trung tâm Thương mại Qua Kiện, tỉnh Đồng Tháp, nằm trên đường tỉnh 848, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Ngày hội sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 25 tháng 6 tới. Ngày hội có sự tham gia của hơn 20 đầu bếp, nghệ nhân có kinh nghiệm trên 20 năm trong lĩnh vực ẩm thực bánh dân gian Nam Bộ. Tại đây, 60 chảo chiên bánh xèo được bố trí để các đầu bếp và nghệ nhân biểu diễn phục vụ thực khách. Khách tham quan cũng được trải nghiệm tự tay chiên bánh xèo. Bên cạnh bánh xèo, ngày hội còn có gần 10 món bánh dân gian làm từ bột gạo Sa Đéc được giới thiệu đến thực khách. Trong khuôn khổ của ngày hội còn có hoạt động thi đậu bánh xèo, đờn ca tài tử. Theo ban tổ chức, sự kiện được tổ chức ngay dịp Tết Đoan Ngọ, vì bánh xèo được xem là món ăn truyền thống trong dịp này. Đây cũng là cơ hội quảng bá món bánh xèo đến người dân và du khách, nhất là thế hệ trẻ, để phát huy và gìn giữ bảo tồn giá trị văn hóa ẩm thực. Hàng năm cứ vào mùng 4, mùng 5 tháng 5 âm lịch, bên cạnh việc duy trì các phong tục cổ truyền dịp Tết Đoan Ngọ, người dân tại cụm Tân Lộc, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, quảng bá du lịch thông qua lễ hội vườn trái cây Tân Lộc để thu hút du khách. Lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động vui chơi giải trí, thưởng thức văn hóa ẩm thực dân gian sông nước miệt vườn, như tổ chức các gian hàng quảng bá du lịch, trưng bày sản phẩm ô cốp, trình diễn thư pháp, hội thi trang trí, tạo hình trái cây nghệ thuật, cây củ quả lạ, hội thi chim hót, gà kiển đẹp, chọi gà dân gian, hội thi cây cảnh bonsai, dãy lân siêu đồng, hoạt động trò chơi dân gian, giao lưu đờn ca tài tử, hội thi trình diễn đổ bánh xèo, vân vân. Năm nay, lễ hội được tổ chức với những hoạt động phong phú, trong đó có một số hoạt động ý nghĩa về bảo vệ môi trường, tham quan di tích, về nguồn để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Đây cũng là cơ hội để các nhà vườn giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm và tìm ra hướng phát triển các loại cây ăn trái. Đang diễn ra tại Hà Nội, phiên chợ nông sản đặc sản vùng miền với chủ đề tuần lễ quảng bá trà và các sản phẩm trái cây nhiệt đới là cơ hội để người dân thủ đô tiếp cận với hàng trăm mặt hàng nông sản, đặc sản của các vùng miền. Diễn ra trong 4 ngày, từ nay đến ngày 24 tháng 6, tại khu hội chợ triển lãm, giao dịch kinh tế và thương mại trên đường Hoàng Quốc Việt, thành phố Hà Nội. Phiên chợ có quy mô trên 60 gian hàng, trưng bày nhiều mặt hàng nông đặc sản nổi tiếng gắn với các vùng địa lý của các hợp tác xã, doanh nghiệp, hội nông dân. Điểm nhấn tại phiên chợ là hoạt động livestream bán nông đặc sản qua các nền tảng mạng xã hội lần đầu tiên được tổ chức nhằm đa dạng hóa các hình thức xúc tiến thương mại, mở ra thị trường mới, gia tăng cơ hội tiếp cận khách hàng và mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội cho các địa phương. Trong sản xuất nông nghiệp, nông dân tỉnh Lâm Đồng đang đầu tư bài bản với những thiết bị hiện đại, vận hành tiện dụng. Một ví dụ điển hình là hộ ông Nguyễn Văn Cường ở xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà đã đưa robot vào ứng dụng trong quá trình sản xuất ớt ngọt. Bên trong nhà kính trồng ớt ngọt, ông Nguyễn Văn Cường đã đầu tư hệ thống chăm sóc cây tự động. Một hệ thống gồm những đường ray chạy dọc các rãnh luống, robot tự động chạy dọc đường ray, giúp việc làm nông trở nên nhẹ nhàng và dễ dàng hơn.
Không chỉ chạy trên đường ray, robot còn có thể lắp bánh hơi, tự chạy trên đường bình thường, di chuyển dễ dàng từ nhà kính này sang nhà kính khác. Sử dụng điện từ hệ thống ắc quy nên hệ thống này rất an toàn cho người sử dụng. Không chỉ phục vụ thu hoạch hay giặt lá, bẻ chồi, robot còn phục vụ việc phun thuốc hiệu quả theo đúng hướng dẫn của ngành nông nghiệp, nhất là với cây ớt ngọt, một giống cây leo vàng. Nếu ở các nông trại bình thường khác, nông dân thường phải bắt giá để trèo lên buộc ngọn khi cây nhỏ, làm chồi, bẻ ngọn khi cây lớn. Còn với hệ thống chăm sóc cây tự động này, việc leo trèo an toàn hơn. Thưa quý vị, Tết Đoan Ngọ lại về. Đây là dịp để gia đình sum vầy, đoàn viên cầu mong một năm bình an, hạnh phúc. Mong muốn mang đến bữa tối đoàn viên cho những phận đời kém may mắn, người già neo đơn, trẻ em mồ côi. Một nhóm bạn trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh đã chung tay trao hàng trăm chiếc túi ngủ và bánh mì miễn phí. 21 giờ ngày đầu hoặc cuối tháng, tại căn nhà trên đường Đoàn Văn Bơ, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, nhóm thiện nguyện lại tất bật chuẩn bị hàng trăm chiếc túi ngủ cùng những ổ bánh mì nóng để hỗ trợ những người vô gia cư. Nhóm thiện nguyện với hơn 10 thành viên, đa phần đều là các bạn trẻ có chung mong muốn giúp đỡ người khó khăn và đã đồng hành cùng nhau trên hành trình thiện nguyện từ năm 2018. Trong đêm trước thềm Tết Đoan Ngọ, nhóm đã chuẩn bị 100 phần quà, mỗi phần có một chiếc túi ngủ, một phần bánh mì và nước uống. Xuất phát từ quận 4, các bạn trẻ lần lượt đi qua nhiều tuyến phố để trao tận tay từng phần quà cho các cụ già neo đơn, những người trung niên không nơi nương tựa và trẻ em mồ côi. Với thông điệp ship yêu thương, túi ngủ và bánh mì không đồng, những chuyến xe cứ thế mà lăn bánh trong đêm sẽ chia yêu thương và hơi ấm của ngày đoàn viên sum vầy mùng 5 tháng 5. Tụi mình khi mà tụi mình đi phát tới mọi người ha, mọi người nhận được đồ ăn đã vui rồi, mọi người nhận được túi ngủ. Khi mà tụi mình giới thiệu cái này là dùng để làm giữ ấm này, giúp chắn gió mưa này, mọi người vui xúc động lắm. Không có những cô khi mà tụi mình trao tới còn rất nước mắt, bởi vì tụi mình không những quan tâm tới cái vấn đề ăn uống hàng ngày mà tụi mình còn quan tâm tới sức khỏe của mọi người nữa, nên là mọi người vừa vui vừa cảm động. Cái tim tụi mình cảm thấy kiểu có thêm rất là nhiều động lực để mình làm thêm những tiếp theo. Tại vì khi mà tụi mình đi phát những cái túi ngủ như vậy á, những cụ họ cảm thấy là họ được quan tâm về cái sức khỏe. Có những khi á, tụi mình đi tụi mình thấy là các cụ á, nằm ngủ ở trên sàn nhà, nằm ngủ ở trên sàn đất, khói bụi, rồi thậm chí là nhiều khi bị mũi rồi này nọ. Nên khi mà tụi mình tặng cho các cụ cái túi ngủ á, các cụ được nằm vào bên trong rồi được bao bọc lại á, thì cái giấc ngủ của họ sẽ ngon hơn á. Có những cụ á, khi mà bên mình đi phát như vậy là họ nhận được, họ rất là vui, họ rất là xúc động. Chuyến xe mang yêu thương của nhóm thiện nguyện này cũng sẽ lăn bánh khắp mọi nẻo đường, nhân rộng đến khu vực vùng cao, vùng sâu, vùng xa trong thời gian tới. Đây không những là việc làm để các bạn trẻ phát huy tinh thần tương thân tương ái, mà còn giúp những mảnh đời khó khăn, không nơi nương tựa, phần nào dơi bớt những gian nan, vất vả. Còn tại Hà Nội, một sân chơi sáng tạo thân thiện dành cho gần 200 trẻ em khiếm thị và học sinh trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu vừa được hoàn thiện và bàn giao. Đây là nỗ lực của các nhà tài trợ doanh nghiệp xã hội Thiên Lê Brown nghĩ về sân chơi trong phố với mong muốn tạo một sân chơi giải trí và là nơi tăng cường khả năng định hướng thị giác cho các em khiếm thị. Hà Nội, một buổi sáng nắng nóng nhưng tại một góc nhỏ trong khuôn viên trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu lại thật rộn ràng, vui vẻ và ấm áp. Các tình nguyện viên, nhân viên kỹ thuật, cán bộ, giáo viên đã cùng nhau hoàn thiện những bước cuối cùng của sân chơi quà nhập dành cho trẻ khiếm thị và trẻ sáng mắt. Sân chơi được nghiên cứu và phát triển thiết kế dành cho trẻ em khiếm thị với các hệ chơi tương tác, hệ chơi đa năng, xích đu tập thể, các đường dẫn hướng màu sắc. Các con học sinh khiếm thị và các con học sinh bình thường khác, các con sẽ cùng nhau ra chơi ở cái sân chơi này sau các cái giờ học căng thẳng. Các con có thể tham gia các cái hoạt động tập thể cùng nhau thì cái việc này nó sẽ góp phần làm tốt hơn nữa cái nhiệm vụ giáo dục hòa nhập của nhà trường. Các em sẽ được định vị bằng màu sắc tương phản rất là cao, bởi vì là khiếm thị thì cũng có rất là nhiều em là có thể nhìn thấy mờ. Các em cũng không phải là hoàn toàn 100% là không nhìn thấy. Thế nên là việc có cái tương phản màu sắc và những cái màu bắt mắt ấy, thì sẽ giúp các em định vị ở trong cái không gian sân chơi và dễ dàng để các em tham gia với mọi người hơn. Các em học sinh khiếm thị rất vui vì có thêm một sân chơi sau những giờ học và có thể tăng cường vận động, giao lưu với các bạn sáng mắt để tự tin hơn.
Sân trường thì cũng có sân chơi, nhưng mà con cảm thấy là nó cũng chưa được phù hợp với các bạn, và các bạn bị có hoàn cảnh như con. Thì bây giờ là nhà trường có một sân chơi mới như này thì con cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Sau hơn một tháng triển khai, sân chơi đã hoàn thành để sẵn sàng chào đón các em học sinh trong năm học mới. Sau sân chơi dành cho trẻ em khiếm thị, Think Labrouse đang nghiên cứu để làm sân chơi cho các đối tượng yếu thế khác như trẻ tự kỷ, trẻ khuyết tật đi xe lăn. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Người Đưa Tin 24 giờ cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.